Rồi sáng nay em lên clip một bộ mẹ con mẹ mẹ đầu trụi nghe anh chị đó, thì mẹ là man trụi, con là con cái ba bê thì tầm 5 tháng tuổi hơn anh chị ơi. Mẹ con thì mẹ đẻ lứa hai, con là con cái ba bê bông đẹp nghe anh chị, mẫu hai mẹ con này mẫu nái sinh sản nghe anh chị đó. Thì bà cô bà cũng lớn tuổi, bà cần bán bộ mẹ con này cũng kẹt tiền đó anh chị ơi. Đó thì mẹ thì lúng dậu lai lường nha anh chị đó, thùng dậu lớn. Mẹ thì chiều cao giữa lưng thì tầm mét hai mấy anh chị ơi, đó chiều sau xương khui thì trên mét ba đó. Thì con thì giữa lưng thì tầm mét lẻ năm đó, xương rít thì tầm mét mốt anh chị ơi. Đó thì anh chị nào thích bộ mẹ con này thì liên hệ số điện thoại em để hình, mẹ thùng lớn nha anh chị đó, bao lồi lú nghiêm chỉnh, bơm lại ba bê gần 2 tháng rồi anh chị ơi. Đó anh chị nào thích bộ mẹ con này thì liên hệ số điện thoại em để trên hình, giá mẹ con là 35 triệu nha anh chị đó. Hàng whip này giờ mình có điều kiện bắt mẹ con về nuôi sinh sản anh chị đó. Mẹ lúng dậu lai lường, lông nhuyễn da sát, một bò này bao lồi lú nghiêm chỉnh nha anh chị đó, chữa ba bê gần 2 tháng anh chị, đáng mười mấy 20 ngày rồi anh chị đó. Thì hàng whip đó, mẹ con là bao hoàn thiện cho anh chị, bao đẹp, bao vũ dụ cả anh chị đó, cấp mình là khỏi chê đi đó. Thì anh chị nào mẹ thì đầu nhiêu miếng mã lên anh chị ơi đó, thì này gọi siêu cũng được hay là man trụi cũng được anh chị ơi. Đó thì siêu đỏ cũng được, man trụi cũng được, anh chị nào thích bộ mẹ con giá cả này thì liên hệ số điện thoại để em để cho mình, em ghép xe về cho anh chị nuôi sinh sản đường dài anh chị ơi. Đó thì mẹ trẻ bò, con là cái bê bê mẫu sinh sản luôn đó. Mẹ con thì giá là 35 triệu, anh chị gần xa thích thì liên hệ em ghép xe về cho anh chị nuôi sinh sản. Rồi video tới đây kết thúc, anh chị thấy clip hay kênh hay cho em lượt đăng ký chia sẻ, hàng hiếm nha anh chị đó, mẫu hàng sinh sản rồi. Video tới đây kết thúc anh chị ơi, anh chị thấy clip hay kênh hay cho em lượt đăng ký chia sẻ. Có bán bò thịt bò giống thì trao đổi bò thịt em đổi bò chữa bò mẹ con cho anh chị nuôi sinh sản luôn đó. Thì chăn nuôi bò giống Long An chuyên mua thịt, mua các loại trâu bò dê nha anh chị.